em nhưng mà hai chị em nhưng mà nhìn nó phải là khác xa hẳn một vực luôn nhỉ. Bình thường ở trong nhà không? Đó, ra đây ngắm cảnh để tâm hồn mình được thư thái hơn này. Cảnh đẹp ở đây thì cũng khá là đẹp. Bây giờ là cũng gần gần chiều rồi, cũng không quá là nắng nhá. Thích hợp để đi tản bộ. Đi cô mình qua kia đi. Thì qua vòng đi ấy đường kia kìa. Ở đây thì view cũng khá là đẹp, rất là phù hợp để mình chụp hình, mình quay phim. Cái này mà nó cho bay là đẹp lắm luôn á. Ờ đúng rồi, bay cái này. Ừ, nhìn giống cả nhãn không nhờ, trước mặt kia kìa. Rất tiếc nhà máy này nó không quay được đây, đằng sau mình đây này. Đó. Đấy, có mấy cái đầm hoa sen đẹp. Có mấy con gì này? Đây cô ấy thử đi. Thử coi. Đẹp thế. Có ốc luôn nè. Ủa? Nhìn con nghịch cứ giống con nít ấy. Đẹp không nhỉ? Thơm một cái quá. Cô thử coi xem nó thơm không. Ủa? Thơm lắm kìa. Lần đầu đi ra công viên ở đây thấy cũng đẹp, mát nữa. Cảnh ở đây cũng khá là đẹp, yên bình. Hoa ở đây thì nở cũng rất là đẹp nữa. Sao vậy? Đây. Và bây giờ hai cô cháu mình sẽ tiếp tục đi lượn ở gần đây, xem ở đây có những cái gì đẹp, những cái gì thú vị. Đấy là vườn hoa sen rất là mát. Này là cây gì ta? Con cũng không biết nữa, con cũng chưa gặp cái cây này bao giờ luôn á. Quay cho mọi người biết, có thể là biết cây này là cây gì không? Mọi người ai biết thì nói cho tụi mình biết đấy nha. Nhìn cũng có vẻ là nhìn như giống cây từ xa là giống. Từ cây nhà nữa. Nhưng mà không phải chứ mình. Đi lên cái chỗ ấy đâu ta hồi nãy thấy. Bên kia ở đúng rồi, vào chơi đi. Ủa hình như cái này là... Đâu xuống. Đứng ở xuống đây coi, xem á. Xem rồi. Cây này là cái gì, nha đam hả? Cô nghĩ sao cái cây này cái cây nha đam? Là cái gì? Không biết, không biết cái gì. Ủa, cái phát tải hay sao hết. Nhưng mà không phải cây nha đam. Thì thường thường thấy con bằng ấy nó hay lấy về làm đất mật hay cái gì đó. Hai chị em đi ra ngoài công viên không biết cái cây nào với cái cây nào luôn á. Cô đi qua cái chỗ vòng hoa cho xem sao. Chàng đi nhanh. Nóng quá cô ơi. Buổi chiều rồi nha, ở đây buổi chiều này rất là đông người. Đi. À, hiểu vấn đề rồi. Đã đi như vậy nè. Đó. Ý là mình sẽ quay lại mình đi lùi nữa. Đi lùi quay đây nè. Ồ, vậy hả? Ôi, chói quá. Cô đi qua bên kia đi lùi đi. Chứ đi này rồi đi lùi nữa là kiểu gì con không đi qua kia đi. Con chơi vui nhỉ. Nóng quá xuống đây cho mát. Đúng rồi. Em ở tiết dưới kia còn lên đây cơ mà. Dạ em ở tiết hồi nhé mà em còn lên đây á. Đây cô, mình đi lùi ở đây nè. Đi lùi qua đằng kia. Ở qua đằng kia đẹp hơn á. Qua bên này lên cái tượng đài kia đẹp hơn kìa. Và bây giờ hai cô cháu mình sẽ đi qua tượng đài xem thử ở đây nó có đẹp hơn ở bên kia không nha. Thank you.
nha mọi người. Đó, cái gì đây? Tượng đài. Tượng đài. Ừ, nhưng mà con không biết tượng đài là tượng đài của ai nữa. Để con đi qua kia gần để con đọc xem thử coi là tượng đài của ai. Đi từ từ thôi. Ủa cái cây này, cái thông hả? Đúng rồi, cô cây thông đó cô. Cái thông này nhìn nó khác hẳn, khác lạ. Đây là thông cảnh. Ở đây cảnh rất là đẹp nhưng mà chỉ tiếc là người ta, nhà nước người ta không cho bay. Bay lấy mấy cái cảnh này đẹp nhưng mà không có bay. Cái tượng đài gì nữa có mấy cái nồi này, cái đằng sau mình đây. Ở đây rất là thoáng nha mọi người. Cảnh rất là đẹp. Đây chủ yếu là hòa mình với thiên nhiên không ạ? Nếu ai yêu thiên nhiên như tụi mình thì có thể ra đây nha. Nó tức lắm, không làm gì được. Hai mình đi, hai mình không chịu nói chuyện đấy cô. Thì vậy đó. Nhìn cái này tại vì lâu lâu à, hai cô cháu mình mới đi ra ngoài chơi á mà như là không có chuyện gì để nói về đốc phải là nhiều chuyện như bình thường được không? Ôi quả ấy kìa, quả thịnh hả? Không phải quả châm hả? Đốc đây này. Ủa phải không? Phải à, cũng có quả chơi lần đầu tiên đó nha. Đâu có phải không? Ồ đúng nè. Ồ hay vậy. Trời hôm nay đi ở trong công viên mà cũng có quả ở quê mình nữa chứ mọi người ơi. Ở trong này rất là nhiều, chắc người dân ở đây nó không biết ăn hay sao á. Dụng xuống rất là nhiều. À tao về tới cũng làm bằng mướn đó. Cũng làm mướn. Ờ ha. Cũng là tế tải ăn mặc ăn tải lốn mà. Đấy nè. Ừ. Măng này măng nguyên hơn ông hẳn của mi nữa nọ. Măng này hình như là mi chín đầy. Mi chín đầy à? Ừ. Mi chín đầy là một đỏ trái nữa nọ. Trái cái cảnh vẫn còn là hình như cân kề vì vả nó chín đầy, cân sẽ chín đầy nhưng mà vẫn còn hẳn nó chín nhưng mà cân ho là mi chín đầy này. Như cái trong như cơ. Đây mọi người ơi, cây đằng sau trên đầu mình này, không biết là quả gì. Thấy mấy con chim thì ăn được nhưng mà người thì không biết là ăn được hay không vì chưa thấy ai ăn và cũng nghe nói cả là không ăn được. Đây, quả nó cũng chín, nó cũng nhìn nó cũng tím tím này. Đây nó cũng có quả chín này, quả xanh này. À cà bự mình về té mà mình đang không bái ở vùng này nữa. Rất nhiều mình nha mọi người. Hơn không? Hôm nay một ngày với Trần. Chủ yếu là hai cô cháu ra ngoài đi lượn xem thử bên ngoài thế nào thôi. Ở nhà lâu quá rồi cũng ngặt. Ra ngoài giải ngố. Lâu rồi không đi rồi cho nên cũng hơi ngố ngỗ thật. Ủa mà hàm nè. Cây mè. Mè. Cô bảo mặc khả bán tóc rán luôn. Ta mặc khả tinh hoa tinh mi. Ôi hát thật tốt đấy. Khả văn văn mình cần thể có đẹp cái liều này tốt nhăn luôn hả? Chả mấy chắc văn hoa tinh mi lái xem văn văn cái liều mình cần thể mi chí. Thà gầm kiểu này chắc phải mua sẻ số số mới được. Ờ, tăng thường văn thường số này ca mưa hơn phải ăn hơn sóng tì tao dù đấy ô đi cần khẻ xuống mi kín. Ấy đẹp không mọi người ơi. Ê, đẹp nhỉ. Ừ. Mình nâng tải lơ nghe lượn văn hơn hao đi. Cái này nếu mà có cái võng nó bắt từ bên này qua bên này nhỉ. Mọi người ơi, công viên là không thiếu cái gì.
cả cây cảnh. À, làm cái này siêu nhìn đẹp. Tinh này giấy điện hay giấy kém ta? Giấy kém. Sắt mà. Nào, lách luôn. Cô Hạnh, bên này cái gì cũng nhân tạo hết nha. Nhân tạo thiên nhiên, thuần hóa thiên nhiên thành những cái gì nó đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Cái cơ thơm để mình nhốt cho như thế này. Cái này là chắc cũng làm cái chút là nhốt mấy cái để cua cho như thế này nè. Mình cần nghe nhốt được này đấy, cái này mình nhốt đấy. Cái này, à, cái này là khu vui chơi trẻ con, nó bỏ cái bong bóng bay vô thôi, xong mình nhảy cái cầu xong rồi mình xuống đây mình hốt thôi. Chắc là vậy. Chứ nghĩ sao cái này cái sở thú hả trời? Không nghĩ là trời nó. Nhưng sao cái này là cái sở thú trời ơi? Cái này chắc mấy năm trước đấy à. Đúng rồi, là khu vui chơi thiếu nhi á. Chứ cái sở thú này ở đây trời. Đây này bé. Hử? Đây là hơn đấy, hơn đấy chưa? Hơn là hơn bảo vệ à? À, nhà bảo vệ cho mình. Ồ, cái nhà này chắc nhà bảo vệ quá. Thôi đi, đi để chụp hình mấy cái hình này về. Không có qua kịp coi cái hoa treo vòng một hoa gì đây? Hoa sữa. Hoa sữa. Hoa sữa nhà nàng. Hôm qua mẹ bảo em ở đây là rất yên tĩnh, rất thích hợp để đi tản bộ nhá. Ai mà có bồ thì nhớ dắt bồ đi theo nhá. Chứ tụi này thì không cần bồ, chỉ cần tiền thôi nha. Người ta bảo là tiền không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền thì không có gì trong tay hết. Đẹp nhỉ? Ừ. Đẹp không nè? Đẹp. Cái này là cây này là cái cây gì con cũng không biết luôn, nó chỉ biết đẹp hết. Nó đẹp. Mọi người ơi, có biết cây này là cây gì không nè? Nhìn thề luôn, nó rất là đẹp. Cây gì với cây gì luôn. Tại vì mà mình chỉ cắm lòng vào làm thôi, chỉ có ngày cuối tuần là mình hay đi chơi thôi. Cô thì đi du lịch nhiều lắm, đi đâu đi đó, nhưng mà nó cũng không có mấy cái cây này cho nên là nhìn sơ sơ thì còn biết được đây là cây phượng nhá. Còn mấy cây khác thì chịu. Phượng thì tất nhiên là ở đâu mà cũng khó rồi. Giờ phượng nở rồi, gần đến hè rồi đấy mọi người. Kìa con mực. Ồ, cái đấy thì đầm hoa sen nó xung canh cái kia đó luôn nhỉ. Ừ, vòng luôn. Không chưa? Mọi người xem có giống hai chị em không? Chắc chắn là nhìn sơ sơ thì thấy giống thật đấy. Nhưng mà không phải hai chị em đâu. Thôi chào mọi người nhá, mình kết thúc video ở đây nhá. Bạn hôm nay đi cũng nhiều rồi, chủ yếu là ra ngoài đi lượn xem ở ngoài có cái gì không thôi. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình của mình và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe nè, luôn làm ăn tiến tới nè và may mắn hơn trong công việc của mình nha. Cô bác hai mọi người nè.